Rồi. Dạ em tin Hân à? Dạ em tin Như, học 12-3 luôn. Em tin Quỳnh. Anh hỏi là cái người giáo viên nào mà từ trước tới giờ mấy em cảm thấy bá đạo nhất em? Dạ, thì em nghĩ là thầy dễ văn, thầy tên Đồng Văn Đẹp. Đồng Văn Đẹp. Người giáo viên nào từ trước tới giờ của em cảm thấy là bá đạo nhất? Giáo viên hả? Ừ. Nhiều lắm, mỗi người tính à. À, trong bao nhiêu năm học á, mình có một thắc mắc duy nhất muốn hỏi cái cô Văn năm lớp 10 của mình, đó là tại vì mỗi lần vô lớp mình á, cổ cứ chửi là tôi chưa bao giờ thấy cái lớp nào tệ như cái lớp này. Nhưng mà theo mình biết thì lớp nào cổ cũng nói cái câu đó y chang giống vậy á. Thì giờ con muốn hỏi cô là cái lớp nào là cái lớp tệ nhất? Nói nhiều quá. Các cô các cậu giỏi thì lên đây mà giảng bài thay tôi nè. Thân phận em là lớp trưởng nên em đứng lên em nói thiệt nên là bị cô phạt ra ngoài đứng cả buổi luôn. Dạ là tao đẹp chứ tao đâu có bị khùng đâu. Ông tự nhận là đẹp á. Nhưng mà không đẹp. Thiên thần. Thầy, cái câu nói đáng nhớ nhất của thầy là viết bài bằng tay hay là viết bài bằng miệng mà nói nhiều vậy hả? Thầy em rất là dữ cho nên là im lặng hết. Cô, cái câu nói bài ảnh nhất của cô á là 5, 10, 15, 20. Chọn đi, bao nhiêu rồi. Nhưng mà thường á, mỗi lần mà mình bị á, mình chọn á, mình chọn rất là số lượng thấp đúng không? Nhưng mà lúc nào cô cũng đánh theo ý của cô hết trơn á. Anh ơi, cái này có lên tivi không vậy anh? Anh nhớ che mặt em lại nhanh, em mới vô năm học mà. Có lần cô kêu là tụi mày muốn nhà lầu xe hơi hay là xuống nhầm cầu mà ở. Nên em thấy cô rất là thích hợp dạy môn văn của tụi em. Và thầy dạy môn hóa, thầy tên là Dũng Thọ. Dũng Thọ. Thầy chọi phấn, bách phát, bách trúng. Có lần bạn em nó đang ngồi nói chuyện với em xong rồi vô họng luôn. Nên là em rất là ấn tượng với thầy. Thì danh của cô là Dung Mama. Thì hồi đó mỗi lần mà cô vô lớp á là cô lúc nào cũng có hai cái cây roi mà gặp lại nè, xong lấy băng keo quấn lại. Xong rồi mỗi lần mà mình không làm bài tập hay là lỡ nói chuyện gì đó là vô lớp cô la đùng đùng luôn. Cô la mà từ lúc mới bước vô tới lúc kết thúc lớp học vẫn còn la. Mà tao nói la từ đầu đường tới cuối đường còn nghe nữa. Hành lang là giọng cô không luôn. Thầy cô bá đạo nhất là hồi lúc mình có học một cô tinh hóa, nhưng mà cô dạy môn văn nên tụi mình hay kêu cô là cô văn hóa. Cô văn hóa. Wow, 欢乐这里教书真系第一次听。 Con rất là nhiều, chứa nhiều khung bậc cảm xúc buồn nè, vui cũng có. Và có nhiều pha hành động làm cho mình khóc tim. Mà nó rất là nhiều ý nghĩa, kịch bản đang xen rất là nhiều tình tiết hay. Rất là nhiều vấn đề ở trong cái kịch bản này mà khi mà chúng ta coi rồi chúng ta sẽ rút ra được là nhiều thứ trong cái nền giáo dục hiện tại. Cái tiết chế bộ phim rất là tốt. Em nghĩ đây là một bộ phim rất là đáng xem, nó mang nhiều tính nhân văn. Thì hãy xem phim này để nhớ lại thời tuổi trẻ ha. Mỗi người có một cái xuất thân khác nhau nhưng mà với một cái nghị lực và một cái cố gắng nào đó thì cái cuộc sống sẽ thay đổi. Thú vị, hấp dẫn, vui. Cực kỳ ý nghĩa luôn. Đã, đọc lạ. Ý nghĩa, hài hước, chân tối. Cảm động, máu lửa. Hay, lạ, rất là ấn tượng. Mọi người ơi, ngày 31/8 này mọi người cùng nhau ra rạp để cùng nhau xem phim Đại sư Huy Nhi.